thêm một tin tức về tình hình an toàn giao thông trong nước mới đây khi tông từ phía sau mô tô khiến một người tử vong tài xế ô tô gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn đáng chú ý trên đường tháo chạy xe này có dừng lại trên đường tránh thành phố huế đốt vàng mã và tiếp tục di chuyển ra hướng bắc hiện tại lực lượng công an đang khẩn trương điều tra truy tìm ô tô gây tai nạn Vừa qua, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giám định dấu vết tại hiện trường để truy tìm phương tiện ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ Lãnh đạo công an thành phố Huế nói rằng, khu vực xảy ra tai nạn tại km 19 600 quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Huế không có camera, nên lực lượng chức năng tiến hành trích xuất hình ảnh camera được gắn dọc tuyến đường này trong khoảng thời gian vụ tai nạn xảy ra để tìm ô tô gây tai nạn bỏ trốn. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Dê, ngụ xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển mô tô biển kiểm soát 75H3735 lưu thông hướng Nam Bắc. Khi đến vị trí trên thì bị ô tô lưu thông cùng chiều tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến ông Dê tử vong tại chỗ, mô tô hư hỏng nặng. Riêng tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Huế liền có mặt để phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, truy tìm tài xế lái ô tô gây tai nạn. Một nguồn tin cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định ô tô liên quan đến tai nạn là loại xe container, biển số ngoại tỉnh, lưu thông hướng nam bắc. Sau khi va chạm với mô tô trên đường tháo chạy thì xe này có dừng lại trên đường tránh thành phố Huế đốt vàng mã và tiếp tục di chuyển ra hướng bắc hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và theo dõi lộ trình của xe gây tai nạn những thông tin về diễn biến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật chúng tôi cũng hy vọng người tài xế này quay về trụ sở đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật mong rằng mỗi người đều tuân thủ luật khi tham gia giao thông và nếu vô tình gây tai nạn nên biết cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình